Cây là hàng cây, những cái rặng cây redwood cổ thụ cả ngàn năm, thousand year old redwood in North California, Watsonville, Madonna Mountain. You see that huge six people hug the tree. And you, when you buy the tree, you can feel the energy right here. You can feel the energy. You can burn a fire 80 years ago. Đó, bị cháy rừng 80 năm về trước rồi nha. Và sau đó những cái da này nó mọc lại, the skin regrow. So the tree had the sense, the intellect to do so. So when you stand by here, you feel that you are the tree and the trees inside you, the interbeing. Without the tree, we will die, and then we have to protect the tree. Đó, giống như là ta là có cây, có mọi sinh linh, và có mọi sinh linh mới gọi có ta. Cho nên mình phải là bảo tồn và nâng niu những cái sinh linh cây cỏ xung quanh chúng ta. Đây là tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm. Duyên khởi duyên sinh, có ta có anh, không có anh là không có ta. Rất to.